Dạ vâng, hiện tại thì anh em Long Phát Audio đã có mặt tại nhà chị Diễm ở Cần Giuộc, Long An để bàn giao dàn loa khủng J10000S bản nâng cấp. Preparing and initiating base test. So bàn giao xong dàn loa thì mấy anh em Long Phát Audio tiếp tục hành trình về lại thành phố, tiếp tục giao những đơn hàng khác cho khách VIP toàn quốc luôn ạ. Cảm ơn mọi người luôn yêu mến, quan tâm, đồng hành, ủng hộ Long Phát Audio suốt thời gian qua.